phần âm ít tứa nó muốn tái sinh vào cái nhà ấy. Cho nên nhiều người là phải đi cầu xin nó kia, bởi vì khi khi tái sinh ấy, là phải có những cái đứa nó xin tình nguyện nó vào đầu thai vào nhà mình. Nhưng nếu cái nhà nào yêu quý trẻ con ấy, thì nó vào, còn nếu không vào ông lại nạo hút ta ra thì làm sao. Cho nên những cái cô đã nạo thai rồi thì sau này những đứa sau ấy là không phải được những cái gì mà hay ho đâu nhé, chưa kể chúng nó oán. Cho nên trường hợp thì mình đã có như vậy cũng phải xin lỗi cái băng đó, phải cầu siêu cho nó và xin lỗi và làm đền cho công đức cho nó để nó đi tái sinh, để nó không đứng đây để nó chầu trực, nó hành hạ mình ấy, nó trả thù, gọi là trả thù, không phải đùa đâu. Mà cái đấy có rất nhiều cái trường hợp xảy ra ở đây là có những trường hợp mà nó cái vong nó trả thù cũng, cũng, cũng nếu không biết ra thì là rất là hay, cho nên là phải xin lỗi. Thì đối tất nhiên cái vong ấy xin lỗi nó cũng là dễ chấp nhận hơn, tức là thôi xin lỗi do mình vô minh, mình không biết hết cái luật nhân quả, cho nên là mình có những hành động đấy thì thôi thì đền bù cho nó bằng việc cầu siêu cho nó được siêu thoát, rồi là hồi hướng công đức cho nó để nó đi đầu thai vào kiếp khác, thì nó cũng sẽ thôi nó xóa cái việc giận dỗi với mình đi. Kể cả có nhiều những trường hợp bệnh ấy, của người trần là do phần âm nó tác động nó làm như vậy. Và cái môn của bác Võ Nho ấy, là một trong những môn mà 50% có vấn đề là về mặt tâm linh, 50% chữa thực thể đấy, nói. Cho nên cái đấy là mới là cái nguyên nhân chính, chứ còn quả đào ấy không dễ, chỉ là nguyên nhân phụ thôi. Nguyên nhân chính của mình hiện nay mình phải giải quyết cái nợ với những cái vong, kể cả có những cái trường hợp nhẹ là gì, trong họ hàng dòng tộc của mình cũng có người chết trẻ nhưng mình cũng quên mất. Bây giờ tôi nói tiếp nha, cô bình định lắng nha. Vâng. Chết trẻ nhà tôi có hai cô chết trẻ, lúc chưa ra đời đã bị rồi, chết là bị thầy. Xả thai. À, thầy, mẹ tôi kể thế mà, hai cô là cô hội, cô hè. Bây giờ, nhiều người nói hai cô của tôi vẫn vượng nhiều lắm đấy. Đừng đơn lại cô đây là con Nói về người chết trẻ, cô hội cô hè, hội em thế thì bây giờ em nói với bác nhé, trước đây do mình không biết cho mình cứ mong người ta chết người ta khổ cho mình, nhưng về một mặt nào khác thì mình nhớ đấy. cái này cô Hằng mới nói là người âm nói với mình được thì đúng nói được không, có đúng nói được không? Nói với mình được thì có đúng nói được anh không? Hay nghe cô Phan Thị Bích Hằng cô Hằng mới nói nói chuyện bác nào, nói cái bằng anh đấy nghe quay lại bằng bác hiểu không? Thì người âm nói chỉ có cô Phan Thị Bích Hằng nghe được thôi chứ chúng ta không nghe được. Cô Hằng có nói thế mà. Thế bây giờ thế này, cái nhà ngoại cảm giống như nhà phiên dịch ấy. Mà cái thằng nói tiếng Tây, tiếng Nga, tiếng Pháp ấy thì chỉ có người phiên dịch nói được thôi. Vậy thì cái nhà ngoại cảm giống như nhà phiên dịch, họ nghe được và họ dịch lại cho mình. À, vậy thì có những cái nhà ngoại cảm không phải chỉ mình cô Hằng mà có nhiều người có thể không nghe được, và có người dưới dạng nghe đài, nhưng có người để vừa xem được cả truyền hình, có những người người ta còn nhìn cả hình ảnh và tiếng nói, còn có người thì chỉ nghe được